Hồ Cầu Trăm Nghìn, cổng trường Đại học Công nghệ, Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Đây, tôi đi túm được ông cụ sĩ trên chùa Láng đi xuống đây ăn mạnh. Chết. À, bắt được quả tang. Sóng hơi to. Có chạm không hả em? Ôi địt mẹ mày, vật túi vứt ở trên bờ đấy kìa. Mẹ ăn thua. Mỗi phát cái bảy. Bảy gì? Không biết bảy gì. To hay nhỏ? Bé. Mấy chú rồi. Chẳng được con này. Đây vật đang vứt ở trên bờ đây. Đúng một cái bảy. À nhờ Vân nó bé chỗ này này rồi này. Chỗ này. Cực cái địt mẹ đúng một cái bảy. Đâu phải đâu. Nhìn vậy biết con gì ngay thôi đấy. Trôi chấm chép mè vậy khác nhau. Đi chết đuối. Làm sao? Thả thuyền đéo thả mới lội ra. Thuyền trong nhà nó gọi lên điện nó mang ra. Không biết bơi à? Biết bơi nó vươn cái bóng. Này chỗ này xem mà nó lở này. Nó lở xuống rồi Vân Dũng nó bị đắp bao rồi. Vẫn chảy theo bên này này anh nè. Mấy ông bên kia được chưa? Ông đứng xe kia được một con. Ông kia được một con. Con gì? Xe, không biết con. Trôi à? Coi bé. Hôm nay này em đi mua những cái gì trộn? Cái này ngô đấy. Ngô cái ở ấp bầm củ quá đấy. Câu cái gì? Dạ? Câu cái gì? Câu cá chấm. Câu cá chấm á? Chấm cá chua. Tôi có thả chấm đó đâu mà câu chấm. Cái gì?